sau này nếu mà có ai muốn làm thì chị sẽ giới thiệu cho tụi em. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Rất là xa luôn. Dạ, mà mình em thấy ở quanh đây thì ở khu vực đây thì anh chị là bầu cửa đầu tiên. Đấy, thế anh chị làm không có quen biết gì mua sợ anh chị. Bắt đầu cũng sợ ấy. Xin chào các bạn, mình là Mung, kỹ thuật cửa chìa quay Eurotech. Và hôm nay, ngày 1 tháng 6, bên mình vừa hoàn thiện lắp đặt một bộ cửa chìa quay Eurotech mới cho chị Ngọc Diễm và anh Tuấn có địa chỉ tại ấp Duyên Lãng, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Và sau đây mình xin mời các bạn cùng mình vào trải nghiệm hoạt động của bộ cửa. Đây được gọi là bộ cửa siêu to, siêu khổng lồ. Và đặc biệt với cái bộ cửa rất là to như thế này thì anh chị đã được tư vấn là ốp thêm những cái bộ phào. Đấy, phun phào hai mặt luôn. Mình nhìn từ dưới lên nó rất là đẹp và nó đồng bộ và nó phù hợp với cái kích thước cửa của mình nhá. Cái bộ cửa rất là lớn như vậy mà mình lắp cái khung phào đơn thì nó sẽ hơi lớn, hơi là thô. Và ngược lại là nó cũng che được tất cả những cái khuyết điểm của mình và tôn lên cái bộ cửa của mình nó rất là đồ sộ và hoành tráng. Ở đây thì chưa có một ai làm cái kiểu này hết. Vâng. Nhưng mà chị làm là khoảng 90%. Có nghĩa là mình cũng sẽ bị mông lung, người ta nói là cửa nó sẽ lắc lắm, nó rung hoặc là không an toàn. Nhưng mà lúc đó chị nghĩ, tự nhiên chị cảm thấy là cái quảng cáo của bạn này gửi qua cho chị xem thì chị thấy tin tưởng công ty của em. Vâng. Chắc chắn là mà chị rất là hài lòng cánh cửa. Vâng. Và chắc chắn sau này nếu mà có ai muốn làm thì chị sẽ giới thiệu cho tụi em. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Rất là xa luôn. Dạ, nhưng mà mình em thấy ở quanh đây thì ở khu vực đây thì anh chị là bộ cửa đầu tiên. Đấy, thế anh chị làm không có quen biết gì mua sợ anh chị. Bắt đầu cũng sợ chứ. Nhưng mà khi tụi em thấy tụi em đi xuống làm thì chị tự nhiên chị giống như mình có lòng tin tuyệt đối. Dạ. Chẳng hạn như là các tụi em đi bảo hành rồi hư hay sửa chữa gì đó là chị nghe là tụi em sẵn sàng để mình đi giúp. Dạ. Ban đầu dân ở đây nói là xa như thế thì ai bảo hành cho mày. Hợp lý mà. Dạ, đúng rồi. Nó cũng hợp lý. Vâng. Nhưng mà thật sự đi khi mà tụi em đến thì tin tưởng 90%. Dạ, vâng. 100 là khi nào xảy ra sự cố chị mới biết. Vâng, em xin thay mặt công ty là cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em. Và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công.